Thưa quý vị và các bạn, hiện tượng nhà bị sụt lún, rạn nứt vách tường, hàng chục hecta hoa màu, cây trồng của người dân bị ảnh hưởng, giao thông đi lại, sản xuất bị cô lập và chia cắt. Đó là những hệ lụy mà người dân tại thôn 16, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng phải gánh chịu. Khi công trình thủy điện Đại Bình chặn dòng và thi công xây dựng cụm công trình đầu mối. Gia đình anh Phạm Huân tại tổ 21, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc có hơn 1,5 hecta đất sản xuất tại thôn 16, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm. Đã gần một tháng nay, toàn bộ ba sào cà phê, hàng chục gốc sầu riêng ghép trong giai đoạn kinh doanh, khu vực sân phơi cà phê và hai sào ao nuôi cá chuẩn bị cho thu hoạch của gia đình bị ngập chìm trong nước, ước tính thiệt hại hàng chục triệu đồng. Chưa bao giờ nước nó lên mênh mông như vậy, nhưng bây giờ do thủy điện làm ngăn cái dòng chảy của dòng sông lại. Cho nên bây giờ khi mỗi lần mưa lớn á, là nước không thoát được, là cứ dâng lên, là ngập vườn. Hồ tôi thả cá như vậy là bây giờ là nước lên là trôi hết, thiệt hại kinh tế. Bà con chúng tôi đã ra qua bên thủy điện kiến nghị với bên dự án. Bên dự án á, lần đầu tiên á, là cũng hứa làm, nhưng mà chỉ làm được 2 tiếng đồng hồ rồi nghỉ, không làm nữa. Là người đồng bào dân tộc tại chỗ, sống ở đây gần 30 năm. Nhưng chưa bao giờ, ông Gabriel tại thôn 16 xã Lộc Thành là chứng kiến cảnh nước sông Đại Bình dâng ngập như thế này. Việc giao thông đi lại và vận chuyển phân bón chăm sóc cho 6 sào cà phê của gia đình ông dường như là không thể. Nhìn vườn cà phê cứ bị héo rũ, rụng lá và đang chết dần vì bị ngập úng, ông xót xa. Chúng tôi cũng vẫn đau lòng quá. Đối với thủy điện làm cái ngập nước cho tôi nó buồn rồi. Đôi mình làm cái này cũng cuốn trôi hết. Làm sao mà làm được như thế này mình đi làm. Nhưng mà muốn làm chỗ khác đâu có chỗ nào mà làm. Còn đây là con đường độc đạo, dài hơn 1,5 km, rộng hơn 2 mét, đi vào khu vực sản xuất của gần 40 hộ dân, có đất canh tác, nằm trong khu vực lòng sông. Giờ cũng bị ngập chìm trong nước, có đoạn ngập sâu đến hơn 1 mét, nên việc vận chuyển phân bón, thu hoạch nông sản gặp nhiều khó khăn. Đây là con đường do hàng chục hộ dân đóng góp tiền của, công sức để xây dựng, phục vụ vận chuyển phân bón, nông sản, phát triển kinh tế. Hiện nay, đang trong giai đoạn mùa mưa, dòng sông Đại Bình nguồn nước từ thượng nguồn đổ về nhiều và chảy xiết. Nhiều đoạn nằm dọc bên bờ sông đang bị sụt lún và sạt lở nghiêm trọng. Nguy hiểm luôn rình rập đến tính mạng của người dân bất cứ lúc nào, mỗi khi qua lại trong khu vực lòng hồ. Mà nếu mà như tình trạng này nó kéo dài thêm nửa tháng nữa thôi thì tôi đã chảy mùa màng. Chúng tôi chảy mùa màng là không, cây nó vàng rồi, lúc đó rụng trái hết rồi, mưa là nhiều rồi, phân không có thì rụng trái hết, là tụi tôi bị thất mùa. Bây giờ làm sao? Tôi đề nghị bên thủy điện chính quyền làm sao khai thông, hay là có một cái biện pháp như thế nào tốt nhất, hiện tại nhất để cho chúng tôi, để thỏa đáng cho chúng tôi. Vừa gần 2 km đường ngập nước, chúng tôi mới đến được khu vực bờ đê và cụm công trình đầu mối nhà máy thủy điện Đại Bình. Tại đây, hàng ngàn khối đất đá đổ trực tiếp xuống dòng sông Đại Bình, làm con sông bị thu hẹp, dòng chảy. Trước kia, sông rộng hàng chục mét, giờ chỉ còn lại 4 đến 5 mét. Điều khiến cho người dân hết sức bức xúc là công ty thủy điện Đại Bình tiến hành đắp đê mà không có bất kỳ thông báo nào cho các hộ dân biết, và cũng chưa có sự thỏa thuận về mức đền bù thiệt hại hoa màu và cây trồng cho bà con một cách thỏa đáng. Không dừng lại ở đó, việc thi công xây dựng công trình thủy điện Đại Bình, nhà thầu là công ty Sông Đà, trong quá trình vận chuyển thiết bị, vật liệu xây dựng quá trọng tải, đã làm cho một số nhà dân sống dọc hai bên đường bị sụt lún, nứt tường. Sau khi có đơn kiến nghị của người dân, chính quyền địa phương xã Lộc Thành đã báo cáo lên ngành chức năng và đơn vị ban quản lý dự án thủy điện Đại Bình. Nhưng đến nay vẫn chưa được quan tâm giải quyết. Cứ 20 ngày trở lại là nó có hiện tượng nứt. Sơ tôi đi báo nhưng mà ở trên không có chút qua giải quyết cho tôi. Mà khi còn nó còn lớn lằn, tôi biết đơn tôi nó đưa lên xã thì xã mới ra là lập biên bản là hẹn là để ra giải quyết, nhưng mà không có giải quyết. Mít tới cuối cùng tôi bà con tôi chặn xe lại thì họ tới là hẹn là ngày 15 tháng 8 là họ giải quyết cho tôi, mà cũng không thấy bà con tôi ra chặn nữa. Là bên nào nó nứt tầm tầm như thế này, như là ở trên là giải quyết dùm cho dân tôi thôi. Cái việc mà ngập mà cục bộ như thế thì nguyên nhân là do cái ông thủy điện này ông ngang dòng,
mà ngang dòng mà đến nay mà ông không thông báo cho địa phương cũng như người dân như thế là tôi cho rằng là cũng là chưa đúng. Ông bảo như thế là chưa đạt. Thì trước cái thực trạng như vậy thì chúng tôi sẽ cho cán bộ xuống kiểm tra để có cái đề nghị với nhà đầu tư sẽ kịp thời giải quyết cho người dân, đặc biệt là những cái khu vực mà bị ngập cục bộ mà làm ngập đường đi, không để cho người dân qua để thu hái những cái hoa màu của họ thì sẽ ưu tiên sẽ giải quyết trước. Theo ban quản lý dự án thủy điện Đại Bình thì việc ngăn dòng được thực hiện bắt đầu từ tháng 12 năm 2015. Tuy nhiên đến nay mới chỉ có 16 hecta ở khu vực cụm đầu mối của công trình trong tổng số 56 hecta được đền bù giải phóng mặt bằng. Còn lại 40 hecta đất canh tác và của người dân trong khu vực lòng sông Đại Bình đang trong giai đoạn hoàn thành thủ tục áp giá đền bù. Được biết, công trình thủy điện Đại Bình có công suất thiết kế 15 kW và sẽ hoàn thành vào năm 2017. Theo quyết định số 1741 ngày 5 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch dự án thủy điện Đại Bình tại thôn 16 xã Lộc Thành nêu rõ, các ngành chức năng và các đơn vị có liên quan cần tổ chức giám sát, thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư, định canh và các cam kết bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành. Thiết nghĩ, việc đầu tư xây dựng công trình thủy điện về lâu về dài cần quan tâm đến người dân, những người bị ảnh hưởng trực tiếp về đời sống kinh tế và quyền lợi của mình. Để người dân vùng dự án yên tâm ổn định cuộc sống, cơ quan chức năng địa phương cần nhanh chóng vào cuộc để xử lý tình trạng bất cập này. Liên quan đến các đường dây tội phạm thì số tiền trên sẽ được chuyển trả lại. Sợ bị bắt,